Để hạn chế tiến tới chấm dứt nghề giã cào thì một hình thức đánh bắt có tính tận diệt nguồn lợi thủy sản. Những năm gần đây, các địa phương tại khu vực miền Trung đã có những chính sách khuyến khích ngư dân chuyển đổi từ nghề giã cào sang các nghề khác thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, hiện nhiều ngư dân đang gặp khó trong việc chuyển đổi nghề này. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Chấp nhận bán lỗ hơn 50% giá trị, cặp tàu giã cào có tổng công suất hơn 1.800 CV này được giao bán nhiều tháng nay nhưng không có người mua. Do gặp nhiều khó khăn trong duy trì sản xuất cũng như chuyển đổi nghề, hiện chủ tàu này không còn mặn mà với nghề mà mình đã gắn bó bao lâu nay. Đóng một cặp bây giờ là 9 tỷ mấy, nhưng mà anh chỉ mà cần bây giờ anh bán 4 tỷ anh cũng bán nữa mà bán không được, không ai mua. Cho nên nó khó ở chỗ đó. Nếu mà 4 tỷ ai mua 4 tỷ, 3 tỷ 8 nữa anh cũng bán. Anh bán đi rồi giải thoát. Không có vốn chuyển đổi, không biết nghề khai thác khác là những nguyên nhân khiến ngư dân chưa thể bỏ nghề tàu giã cào, dù những năm gần đây việc đánh bắt không hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Mỗi khi mà chuyển đổi nghề nó đưa ra đâu không biết bao nhiêu tiền để đổi. Ví dụ như những dòng nghề này mình xuống một lần rồi là hết cả mấy tỷ, mà khi bây giờ mình đổi nghề khác mình phải xuống mấy tỷ tiền đồng cho. Là mấy ông biển gió nó không có bọn bè. Rồi bắt đầu từ đó là họ đâm ghê vào bờ thôi. Bây giờ đâm ghê vào bờ nhiều lắm, 100 đâu hết 50% rồi. Có 50% họ mới cưỡng lên thôi. Từ năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi đã có chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi từ nghề giã cào sang các nghề khác có tính thân thiện với môi trường hơn. Tuy nhiên sau một thời gian triển khai, địa phương đã tạm dừng việc thực hiện chủ trương này. Nguồn ngân sách để mà sắp xếp để mà triển khai cái chính sách hỗ trợ này là nó không có đảm bảo, vì thế cho nên là tỉnh đã có chủ trương là tạm dừng. Khi nào mà có cái nguồn lực thì sẽ khởi động trở lại. Giã cào là hình thức khai thác có tính tận diệt nguồn lợi thủy hải sản. Những con cá nhỏ như thế này không thể thoát khỏi mắt lưới. Việc hạn chế tiến tới chấm dứt nghề giã cào là điều rất cần thiết. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này, các cấp các ngành cũng cần có thêm chính sách để gỡ khó cho ngư dân trong việc chuyển đổi nghề. Thưa quý vị, nắng nóng tại miền Bắc sẽ chấm dứt từ ngày hôm nay và thay vào đó sẽ là những cơn mưa trong vòng từ 2 cho đến 3 ngày tới. Mặc dù mang lại cảm giác rất mát mẻ cho người dân sau những ngày dài oi nắng, tuy nhiên mưa lớn và kéo dài có thể gây ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc. Cụ thể, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa ban hành cảnh báo về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét sạt lở đất. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm ngày 19 tháng 7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 cho đến 100mm trong vòng 24 giờ, có nơi vượt ngưỡng 150mm trong vòng 24 giờ. Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong từ 2 đến 3 ngày tới. Từ ngày 20 đến 22 tháng 7, trên khu vực thượng lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình và các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, sông Chảy và các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Hải Thái Nguyên. Dù do thiên tai, gió lũ, lũ quét sạt lở đất là cấp 1. Những ngày gần đây, một số hộ dân sinh sống tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng của tỉnh Hà Nam cho biết họ tỏ ra vô cùng bức xúc khi mà trong quá trình triển khai dự án khu công nghiệp Đồng Văn 4 thì chính quyền địa phương đã tổ chức thu hồi đất nông nghiệp của người dân và đồng thời đưa ra mức bồi thường hỗ trợ chỉ với 50.000 đồng một mét vuông. Cùng với đó thì nhiều gia đình cũng cho rằng trình tự thủ tục liên quan đến việc thu hồi đất nông nghiệp tại địa phương này còn tồn tại rất nhiều bất cập. Đây là khu đất được Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thu hồi để phục vụ dự án khu công nghiệp Đồng Văn 4 thuộc địa bàn xã Đại Cương. Theo người dân nơi đây, mức bồi thường cho một mét vuông đất nông nghiệp tại dự án này chỉ là 50.000 đồng. Bây giờ chủ tịch tỉnh đưa ra quyết định giá 50.000 đồng một mét vuông. Mua giá thế nhưng mà bán ra được 18 triệu một mét vuông. Chênh lệch nhau quá nhiều. Cho nên dân chúng tôi thấy bức xúc về chuyện làm ăn bất bình, bất hợp pháp. Cho nên chúng tôi không chịu bán. Để cấy thì cần lo cho con cháu tương lai lâu dài. Cũng theo người dân nơi đây, việc thu hồi đất nông nghiệp tại địa phương này còn tồn tại nhiều bất cập khi mà trong quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng đã không giao thông báo thu hồi đất
quyết định cưỡng chế kèm quyết định phê duyệt phương án bồi thường. Trong khi đó, theo Nghị định 104 năm 2014 của Chính phủ quy định, giá đất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó có tỉnh Hà Nam, tối đa là hơn 200.000 đồng một mét vuông. Như vậy là qua các phiên tòa đấy thì của tôi đấy thì cũng như của mọi người thì các phiên tòa đấy là tôi thấy không thỏa mãn một tí nào, cái đơn của tôi đều bác bỏ hết cả. Ví dụ như lợn gà phá thì kêu là giải phóng mặt bằng, giải tỏa. Lợn chạy đi mất hết cả, các thứ chuồng trại, các thứ là chưa, tôi đề nghị nhưng mà chưa giải quyết trả lời đơn bằng văn bản. Diện tích nhà tôi như thế tất cả con cháu chia nhỏ ra, mỗi người có một xào ba nhưng mà diện tích là mẫu hai. Mà bây giờ bán ra thì chỉ được có 720 triệu, không mua được 50 mét vuông của cán bộ bán. Vậy thì nếu mà thu hết cái chuối thì mình có cái diện tích nào phải trồng cấy nữa không? Hết nhẫn như chùi, không còn một tấc một than, lấy cả phần trăm phần chục, chẳng còn bớt lại một than nào cho người già cả. Khu công nghiệp Đồng Văn 4 có diện tích 600 hectare. Theo luật đầu tư năm 2014, dự án này thuộc thẩm quyền phê duyệt của Quốc hội. Đó là lý do nhiều hộ dân nơi đây không đồng tình, đã gửi đơn kiện các quyết định hành chính của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 10 năm 2019, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam cho rằng không có căn cứ để khởi kiện nên đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người dân nơi đây. Không đồng tình với phán quyết này, các hộ dân tiếp tục kháng án lên tòa án phúc thẩm. Dự kiến ngày 22 tháng 7, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm. Điều mong mỏi nhất của người dân chính là một phán quyết công tâm để quyền lợi được đảm bảo. Bởi với họ, khi những tư liệu sản xuất cuối cùng không còn, thì những người nông dân nơi đây sẽ chẳng còn biết bấu víu vào đâu. Triển lãm sinh vật cảnh thủ đô 2020 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 24 đến 27 tháng 7 tới đây. Dự kiến sẽ có nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của các nghệ nhân nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc được trưng bày. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân sinh vật cảnh học tập sáng tác, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc phát động 1 triệu cây xanh của thành phố. Hội sinh vật cảnh thủ đô cho biết, hiện nay Hội sinh vật cảnh các quận huyện đang khẩn trương chuẩn bị các tác phẩm tham gia triển lãm. Tiêu biểu như Hội Cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh vừa qua đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu 250 nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn và các câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu của nhiều tỉnh thành phía Bắc. Nhiều tác phẩm được các nghệ nhân Hội Cây cảnh nghệ thuật Đông Anh chuẩn bị công phu, đạt tiêu chí cổ kỳ mỹ, thể hiện sự tâm huyết của từng tác giả. Nhờ có hoạt động sinh vật cảnh mà đời sống của nhiều gia đình hội viên cây cảnh nghệ thuật huyện Đông Anh đã không ngừng được cải thiện. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thu hút du lịch và quảng bá hình ảnh thủ đô với bạn bè trong và ngoài nước. Hội Đông Anh thì thành lập được 10 năm. Thì hiện tại bây giờ là 180 hội viên. 5-6 năm về đây thì phong trào cây cảnh ở Đông Anh thì mạnh lắm. Anh em chơi về chiều sâu, rất chi là mạnh. Cũng nhiều tác phẩm mà vừa qua cũng thật ra là nhiều, rất nhiều tác phẩm được giao dịch với giá là tiền tỷ. Ngoài việc tạo ra môi trường giao lưu giữa những người trồng cây xanh nghệ thuật, triển lãm sinh vật cảnh thủ đô 2020 dự kiến còn là dịp để nâng cao trách nhiệm ứng xử của con người với thiên nhiên, là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc phát động 1 triệu cây xanh của thành phố và là sự kiện trưng bày kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm OCOP của các tỉnh thành miền núi phía Bắc tại thủ đô Hà Nội. Rác đô thị, cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết trên báo Tuổi Trẻ. Kể từ khi bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội được hình thành vào năm 1999, đến nay đã có tới 7 lần dân chặn xe rác. Riêng trong năm 2019 đã có ít nhất 3 đợt, và mỗi lần như vậy, người nội thành khổ sở vì hàng ngàn tấn rác ồn ứ, bốc mùi giữa phố. Kể từ khi bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội được hình thành, thì đã tới nay đã có 7 lần dân chặn xe rác. Các bãi rác quá tải trong thời gian dài, lượng rác tồn đọng chưa xử lý có đến hàng trăm nghìn tấn rác thải, không có mái che, không có chống thấm nền, không có hệ thống thu gom nước rỉ rác, mưa xuống nước rỉ từ rác chảy tràn. Theo thống kê của Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam, mỗi năm cả nước phát sinh thêm khoảng 25.000 tấn rác thải sinh hoạt. Hiện nay, tỷ lệ thu gom xử lý rác đô thị vào khoảng 85%, rác nông thôn chỉ thu gom được khoảng 55%. Phương án xử lý rác thải sinh hoạt chủ yếu là chôn lấp 70%. Người dân sống xung quanh hứng hậu quả từ mùi hôi và nước bẩn.
chưa địa phương nào có mô hình xử lý chất thải rắn hoàn thiện để rác được tái chế thành tài nguyên. Chuyện đơn giản hơn là phân loại rác để tiết kiệm chi phí xử lý, nhưng nơi làm nơi không, rác ra khỏi nhà dân lại đổ chung lên một xe thu gom. Thưa quý vị và các bạn, từ một phân khúc rất là tiềm năng, thì các ngân hàng đang đau đầu khi mà nợ xấu cho vay mua ô tô đang tăng lên. Người vay thì không hợp tác dẫn đến hàng loạt vụ siết nợ lùm xùm trên mạng thời gian gần đây. Thấm đòn cho vay mua xế hộp, bài viết đáng chú ý đăng tải trên Tuổi Trẻ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều ngân hàng thừa nhận số lượng ô tô bị thu nợ tăng lên thời gian gần đây, nhất là xe tải và xe chạy dịch vụ, xe khách vì dịch bệnh, kinh doanh đình trệ. Người vay thì không có tiền để trả nợ ngân hàng. Bên cạnh đó, nhiều gia đình trước đây mua xe trả góp vừa phục vụ gia đình vừa kinh doanh cũng gặp khó do thu nhập bị giảm sút, không trả nợ đúng hạn thì cũng bị ngân hàng thu nợ. Ông Trần Ngọc Tâm, Tổng Giám đốc của Ngân hàng Nam Á cho biết thời gian vừa qua ngân hàng đã cơ cấu nợ cho một số khách hàng vay mua ô tô theo hướng giãn nợ hoặc là giảm số tiền phải trả nợ hàng tháng, kéo dài thời gian vay để phù hợp với thu nhập hiện nay của khách hàng nhằm giúp họ vượt qua đại dịch khó khăn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ thì với tình trạng khó khăn kéo dài, không phải trường hợp nào ngân hàng cũng chấp nhận cái cơ cấu nợ, giãn nợ cho người vay, mà nhiều trường hợp ngân hàng đã phải lấy xe để bán thu hồi nợ, dẫn đến hàng loạt vụ lùm xùm thời gian vừa qua. Trên diễn đàn ô tô cộng cũng vừa xuất hiện cảnh báo chuyện nhiều người vay quá hạn được ngân hàng gọi mang xe lên để thẩm định rồi bị thu giữ xe để mà xử lý nợ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo ngân hàng khẳng định có quyền thu hồi ô tô khi khách hàng không thanh toán đúng như cam kết. Với những trường hợp xét thấy là không còn khả năng thanh toán, nguy cơ mất vốn, ngân hàng sẽ thu hồi tài sản để mà thanh lý, xử lý nợ. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp khách hàng không hợp tác, không lên làm việc, chỉ khi hết hạn giấy đi đường hay là đến hạn đăng kiểm mới liên hệ ngân hàng để xin giấy. Lúc này thì ngân hàng mới xử lý được khoản nợ này. Thưa quý vị, nhiều dự án mới với chủ yếu là nhà phố, biệt thự đang mọc lên ở nhiều tỉnh như là Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra câu hỏi là nhà phố, biệt thự đổ về vùng ven liệu có bỏ hoang? Trong báo cáo thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm nay, Savins Việt Nam chỉ ra ở phân khúc bất động sản liền thổ đang có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, nguồn cung sơ cấp ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua do số lượng mở bán mới hạn chế và người mua ngày càng thận trọng hơn. 6 tháng đầu năm 2020, lượng sản phẩm biệt thự, nhà phố, đất nền sơ cấp đã giảm 43% theo năm xuống còn 3.250 căn một nền. Trong đó thì đất nền giảm mạnh 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea lo ngại về tình trạng các đô thị nhà phố, biệt thự như các dự án khu đô thị cách đây hơn 10 năm ở các vùng ven rơi vào cảnh bỏ hoang cho đến nay. Nếu khu đô thị mà chỉ có nhà đầu tư chứ không ở thực thì sẽ tạo ra các dự án bỏ hoang. Để nhà phố, biệt thự có người mua để ở thì khu đô thị phải có tiện ích, dịch vụ sống, làm việc, học tập, vui chơi, kết nối giao thông thuận tiện với các đô thị trung tâm. Ông Châu cảnh báo là nếu như các đô thị lớn không có người ở, nếu chỉ bán bằng mọi giá để tìm kiếm lợi nhuận thì sẽ là tai họa cho thị trường. Thưa quý vị và các bạn, giới chơi hoa lan liên tục chứng kiến các vụ mua bán lan với giá trị chưa từng có. Cứ vụ mua bán sau lại có giá trị lớn hơn nhiều vụ trước, khiến không ít người hoài nghi về giá trị thật của loài lan được cho là độc lạ và rất hiếm thấy. Chuyên gia sinh vật cảnh vén màn những giao dịch lan tiền tỷ, sự thật bất ngờ, bài viết đáng chú ý đăng tải trên Tiền Phong. Dù chưa biết sự thật của những vụ giao dịch lan đột biến có giá trị hàng trăm, hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng, nhưng những lời đồn đại về sự hiếm có, vẻ đẹp độc đáo và giá trị kinh tế của loài cây lan mang lại khiến cho loài hoa này cũng gây được sự chú ý đối với cộng đồng chơi lan và cả những người ngoại đạo. Theo những người sành chơi, hoa lan đột biến được sinh ra bởi một quá trình riêng rẽ, ngẫu nhiên, không định hướng trong điều kiện tự nhiên, đa số đột biến gen là đột biến lặn và có hại, một số rất ít có lợi và có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tiến hóa và chọn giống. Ông Vương Xuân Nguyên, Chánh Văn phòng Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội cho rằng cần phải xem xét lại bản chất và phương thức tiến hành giao dịch của những phi vụ mua bán lan đột biến ở Mỹ vừa qua. Ông Nguyên cho hay nếu như chậu lan 83 tỷ dài 3 mét là có thật thì tính ra 270 triệu mua được 1 cm. Nếu là giao dịch được thanh toán bằng tiền mặt theo phương thức mua đứt bán đoạn thì người mua sẽ khó tránh khỏi rủi ro. Vì với số tiền lớn như vậy thì chi phí cơ hội đầu tư là rất lớn, trong khi lĩnh vực đầu tư lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Thực tế, trong lĩnh vực sinh vật cảnh trong những năm vừa qua có rất nhiều giao dịch được mua bán theo kiểu đổi tài sản. Trong trường hợp đó thì chậu lan tiền tỷ chỉ là vật trung gian chứ không thể hiện được đầy đủ bản chất của giao dịch hàng hóa thành công và sinh ra giá trị gia tăng khi người tiêu dùng cuối cùng chấp nhận thanh toán bằng tiền, bằng vàng hay là những giấy tờ có giá trị khác. Còn trở lại với câu chuyện hoa lan đột biến có thể vẫn bị thay đổi về màu sắc, cấu trúc bông, hình dáng, hương thơm khi có sự thay đổi về khoảng cách địa lý, áp suất, nhiệt độ, thổ nhưỡng và các yếu tố khí hậu khác.
Do đó thì có những loài hoa đột biến rất đẹp tại phía Bắc, nhưng mà khi mà di thực vào miền Nam lại không giữ được cái sự ổn định phẩm cấp như ban đầu như vậy. Theo đó thì rất dễ phát sinh rủi ro khi mua về kinh doanh nhưng lại không ra hoa hoặc lại không thể đột biến như ban đầu.